Xin chào cô chú anh chị nha. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị trong clip tiếp theo của Tình. Hôm nay Tình xin gửi đến cô chú anh chị một loạt xe mới ha. Rất là nhiều. Thì cũng nhờ những anh em làm chung với Tình thì cũng thương Tình, cũng tạo điều kiện chia lại cho xe cho Tình những con xe rất là đẹp và hợp lý ha, giá cả hợp lý để cho Tình giới thiệu đến cả nhà mình mua ha. Thì ở ngoài đây là những cái con xe hàng giá tầm trung nha, đây rất là nhiều. Còn ở trong đây thì giá cao hơn một xíu nha. Đó, như bữa nay có con FZ 150 FI phun xăng điện tử ha. Bữa nay có Vision và có Ablux lên Thái FI luôn. Thì bây giờ Tình xin phép review xe nha. Rồi cô chú anh chị đón xem nha. Hôm nay Tình về được khoảng 40 xe nha. Thì cô chú anh chị muốn mua xe của Tình thì liên hệ trong ngày nha. Qua ngày mai là Tình bán hết thì chỉ chừa lại còn khoảng 5-3 con thôi. Cho nên là cô chú anh chị thì theo dõi video của Tình nhiều sẽ biết ha. Những cái con xe mới và những con xe cũ thì ở đây một ngày thì dư lại khoảng vài con thôi. Bây giờ mình sẽ xin phép review con Future này trước nha. Con này Future 2013 chính chủ ký giấy, biển số thành phố ha. Đây, con này thì Tình cũng đã có quay qua rồi cho nên là mình sẽ quay sơ lại một xíu thôi ha. Con này là máy zin chưa đụng ốc nha. Máy zin chưa đụng ốc. Đây, dàn áo đây. Rất là đẹp ha. Đây, nồi của nó nè. Rất là sáng. Bô còn đầy đủ. Nói chung là con này là zin 100%. Đây, biển số 59. Giá tiền của nó là 15.800.000 nha cả nhà mình ha. Đây. Máy thì miễn bàn. Mấy con này thì máy thì rất là chất. Hệ thống phun xăng điện tử. Máy rất là êm. Rồi, con này Tình bán với giá 15.800.000 nha cả nhà ha. Bây giờ Tình review tới con màu xanh ngọc Future đời đầu ha. Đó, màu xanh ngọc tem zin, dàn áo zin luôn nha. Bánh căm thắng đẻ. Con này thì rất là bốc. Nói chung là con này là cô chú anh chị thấy là sẽ mua liền ha. Chưa vết chày xước. Đó, con này Tình mới tuyển được ha. Đây. Lốc chưa sơn lại luôn nè. Xe rất là đẹp. Tem zin. Do nhà Tình hơi chật á, cho nên là mình quay nó không có được cận cảnh chi tiết cho lắm nha. Mong cô chú anh chị thông cảm cho Tình nha. Rồi, đây là đầu máy ha. Máy là bao khô ráo. Con này thì rớt đầu rồi nha cả nhà mình ha. Nhưng mà rớt rất là đẹp, nhìn không kỹ là không biết. Tại vì nhưng mà Tình ở đây bán xe là rớt là Tình nói rớt. Rồi, con này Tình bán giá 16.500.000 nha anh em ha. Bô zin. Đó, con này bữa nay Future đời đầu nó có một con duy nhất à, biển số 51 8514. Con này là chính chủ ký giấy nha. Con này ký giấy được nha cả nhà ha. Này, Tình đề máy ha. Máy rất là lực. Máy rất là lực nha. Đây mình quay tổng thể con này. Xe là không có bàn cãi nhiều về máy móc. Tại vì xe rất là cứng. 16.500.000. Rồi bây giờ tới con D-Lan lên SH. Lên SH Ý full ha. Đó. Máy thì nhẹ như bong bóng. Máy rất là nhẹ. Con này cô chú anh chị chạy mới biết cái cảm giác của nó ha. Máy rất là nhẹ. Tình có chạy con này rồi. Hôm qua Tình lấy con này nè. Ở đây có một cái hệ thống gió ha. Phun gió rồi để làm mát á. Đèn rất là đẹp ha. Con này Tình bán 36.800.000 ha. Rồi lên full Ý. Đây, ốc tán sáng quắc luôn. Mới từng con ốc luôn. Con này dọn đúng ai dọn. Cái con này chắc cả mười mấy triệu tiền dọn cái xe này đây. Rất là đẹp. Dọn từng con ốc luôn.
Máy thì zin nha, máy là bao zin. Chưa rớt mà chưa chẻ máy ha. Đây, cái nồi của nó đây nha cả nhà ha. Chưa mở nồi luôn nè, ốc nè, dọn từng con nè. Xì ốc rất là đẹp. Đây. Ở trong gầm nó hơi tối. Còn dàn áo thì khỏi bàn cãi luôn, dàn áo chưa có chày vết nào hết. Biển số 59E149627. À con này chính chủ ký giấy nha cả nhà mình ha. Chính chủ ký giấy luôn. Rồi. À, con Sibo này thì mình bán về dưới Cần Thơ rồi nha. Cho nên là mình chỉ quay qua một cái thôi. Nếu mà anh em nào thích cái dòng này thì liên hệ cho Tình, Tình sẽ tuyển một vài em ha. Đó. Con này bán rồi, không nói giá. Giá là 23X. Đó, vậy thôi. Rồi, còn đây là con quay cộng nha cả nhà mình ha. À, con này hôm qua chính tay Tình chạy về luôn. À, 51Y7. Con này chính chủ ký giấy ha. Xe chưa qua dọn sửa, chưa đi rửa luôn. Đó. Đây là cái áo người ta gác bếp nè, rất là bụi. Chưa có rửa luôn ha. Đó. Xe là thì thầm, đây Tình đề máy thử ha. Máy đầu lòng chưa rớt, máy zin. À, con này để lâu hết bình để Tình đạp cái. Phải thay cái bình. Máy rất là êm. Đây cô chú nghe tiếng máy nha. Đang nổ máy đó. Rất là êm. Đầu lòng là bao zin, chưa qua dọn sửa. Nồi zin luôn ha, bao zin đầu nồi đây. Rồi, con này Tình bán giá 16.500.000 ha. 16.500.000 con quay A cộng. Rồi, bây giờ Tình báo tới con Future 2. Con này hàng hiếm ha. Bữa tới giờ mới được một con nha cả nhà mình ha. Màu xanh, cái này màu xanh gì ta? Màu xanh ngọc bích, đúng không ạ? Bánh căm thắng đĩa ha. Đây cái ốc của nó đang còn vàng nha. Ốc của nó đang vàng hẳn. Ốc zin luôn nha, ốc số 10. Đó. Xe thì zin 100%. Ốc tán còn hết ha. Nhưng mà rớt đầu nha cả nhà ha. Đó. Rớt rất là đẹp, nồi. Đây bô còn luôn ha. Con này thì máy là khủng khiếp, máy là êm ru, để lát Tình sẽ đề thử ha. Con này là ký giấy được luôn nha. Chính chủ ký giấy luôn. Đây, coi tem. Con này Tình bán giá 14.800.000 đi. Đó, hàng này Tình bán rẻ thôi. Đây, cho anh chị coi ha. Ai mua được cái xe này thì sẽ biết cái chất lượng. Rất là đẹp ha. Zin từ A tới Z. Rớt đầu, máy thì thầm, máy là Tình cho chạy thử nha. Con này riêng con này là thử thoải mái, ưng mới lấy nha. Đó. Future 2. Máy rất là êm. Dàn áo thì có nhâm nhâm một vài chỗ, nhưng mà không đáng kể nha, tại vì xe zin. Nói chung cô chú anh chị thấy con này sẽ mua liền ha. Riêng con này Tình dám bao luôn, thấy là cái nước sơn của nó là ghiền. Đây. Chỉ chày tem thôi, dàn áo là chưa chày. Rồi bây giờ tới con siêu phẩm, siêu cọp ngày hôm nay nha. A Plus đời 2019 nha. Đây, ốc tán đây cô chú anh chị nhìn nha. Ốc tán là còn chấm sơn hãng, chưa qua dọn tút. Nguyên dàn áo đang bọc keo ha. Bây giờ bọc keo nó mới quá cho nên Tình tính lột để cho cô chú anh chị xem á, nhưng mà uổng quá. Đây, keo nó đang dính nè. Tình xin phép không lột keo con này nha, tại vì nó mới quá. Mới người ta mới dán, lột uổng. Đó. Chạy 7.000 cây. 7.000 mấy cây nha. Đây, đèn mắt hí luôn. À, hệ thống phun xăng điện tử. Audio. Đây, bếp ga nha cả nhà mình ha. Chìa khóa bếp ga nha. Đó. Chìa khóa bếp ga, đây audio. À xin lỗi cả nhà nha, audio 8.000 mấy cây nha. Xe siêu cọp. Đây. Hai chìa khóa đang còn đủ ha. Hai chìa khóa remote đang còn đủ. Đó, thẻ xe, thẻ từ thì đang đủ hết nha. Đây là sổ bảo hành, bảo hiểm cũng còn đủ hết nha. Xe này thì cô chú anh chị thấy là lết luôn. Đây. Biển số thành phố
50Y1 52625. Trời, con này biển số gánh rất là đẹp nha, 5225. Trời ơi, đã. Này, ốc tán đây. Đúng số gánh luôn ha. Trời ơi, ốc tán nó sáng. Không thua gì xe hãng ra, xe FI, bao zin A tới Z nha. Con này chính chủ Tình đang đứng tên ủy quyền nha cả nhà mình ha. Ai mua thì mình ký ủy quyền lại cho. À, chìa khóa bếp ga. Con này A Black X, nó dán tem X đẹp quá. Rồi, riêng con này là Tình bán 36.700.000 nha. 36.700.000. Con này Tình lời hơn 1 triệu. Tình có sao nói vậy ha, tại vì cái xe này rất là thơm. Xe rất là đẹp. Cô chú anh chị chưa thấy cái xe, trời ơi nó ghiền. Chạy 8.000 mấy cây khác gì ở trong dựng trong kho, dán keo nguyên con ha. Đó. Có remote đầy đủ hết. Rồi. Bây giờ tới con Master của Honda nha, xe nhập khẩu. Con này thì máy 125, xe siêu phẩm ha, rất là mới. Đây, mới len keng từ con ốc nha. Xe này thì nguyên cái dàn xe nó bằng inox, xài chắc xài hoài không biết xét là gì luôn. Xe nhập khẩu của Honda. Của Honda chính hãng ha, nhập khẩu. Nhìn rất là ngầu, nhìn rất là rã mắt. À, con này của một ông anh, ông mua lại của bà con ổng là giá 29 triệu. Thì hôm nay ổng mới sang tên xong. Ổng mới sang tên xong thì ổng xài mới được có mấy bữa. Hôm nay ổng kẹt tiền quá, ổng lên ổng ổng bán cho Tình. Thì bữa nay Tình bán cái con này với giá là 24.800.000 nha. Đó. Rất là rẻ. Siêu phẩm. Con này máy đứng ha, rất là ngầu. Xe mô tô. Xe này đi là rất ngầu luôn ha, cái yên đang còn luôn. Yên zin luôn. Con này là xe mô tô nhập khẩu ha. Master 125. Xe của Honda sản xuất, có trang bị một cái giỏ để mình đựng giấy tờ ha, mình đựng giấy tờ hay là đồ đạc để đi đường đi phượt, mình ngồi nó có chỗ để ha. Rồi, con này ngay chủ ký giấy nha, chính chủ ký giấy, chủ đã ký giấy ủy quyền qua cho Tình đứng tên rồi. Hệ thống 5 số. Đây. Hệ thống 5 số điện tử nha. 5 số tới. Máy rất là dữ. Trời ơi, đã. Nghe đã tài quá. Giòn. Rồi, bây giờ Tình giới thiệu qua tới con Luviad FI. À, con này Tình có quay kỹ rồi, cô chú anh chị muốn xem kỹ thì coi video ngày 2 tháng 3 nha. Con này là hệ thống phun xăng điện tử đời 2016. Có trang bị một cái kính chắn gió để cho cô chú anh chị có đi chợ đỡ bị bụi ha, có chở trẻ em đỡ bị bụi, có kính chắn gió chắn bụi ha. Con này phun xăng điện tử tiết kiệm xăng. Tình bán giá là 12.500.000 nhưng hôm nay Tình sẽ điêu xuống còn 12 triệu ha. Bán 12 triệu thôi. Rồi bây giờ Tình quay tới chiếc ZX này. ZX này Tình bán 7.800.000 ha. Xe rớt đầu, xe lòng còn nhưng mà đã rớt cái đầu ha, đã lai cái đầu. Đó, xe máy rất là êm. Đây. Xe này Tình đó, cam hơi kêu nha. Đò hơi gõ. Đề đốm đầy đủ, xe đang chạy bình thường nha. Con này Tình bán giá 7.800.000 nha. Cô chú anh chị mua về xài nó chỉ hơn tiền cái chiếc xe quay Trung Quốc một ít thôi, nhưng mà nó là xe Nhật, xe ZX nha. Rồi bây giờ tới con quay màu tím, quay A đời đầu. Xe này đã dọn kiển len keng, mới len keng nha. Đó. Đề đốm đầy đủ, dọn lên full Thái nè. Dàn áo tem Thái, dàn áo màu tím rất là đẹp. Xe này bao ngầu ha. Đề đốm đầy đủ. Đây, Tình đề thử. Đó, máy rất là êm ha. Con này Tình bán giá 10.700.000 nha.
Đó, 10.700.000. Rồi bây giờ tới con siêu phẩm. Đây, con siêu phẩm Future 125. Con này là FE nha, đời 2019, đèn LED. Xe rất là mới ha. Đây, ốc tán là sáng quắc luôn ha. Đời 2019, chạy mới có 20.000 cây, zin từ A tới Z. Đây, biển số 66 nha, biển số của mấy anh chị ở như miền Tây. Con này đã lên cái hệ thống chống trộm nha, mình mở chìa khóa là mình quẹt từ đây cái mới được ha. Đây, nếu không là nó sẽ hú. Đó, được rồi đó. Rồi, máy rất là êm nha. Máy rất là êm. Con này tình bán với giá là 26 triệu nha. Đó, máy là nổ thì thầm luôn, hệ sống phun xăng điện tử, đời 2019, đèn LED nha. Đây, tình sẽ mở cái đèn cho cả nhà mình xem ha. Phải mở chống trộm nè. Rồi, đó, cái này đi đêm là bao đã luôn nè. Đèn LED rất là đã ha. Rồi, tình bán con này với giá 26 triệu. Rồi bây giờ tới một cặp rim Thái. Một cặp này thì xe này đang sử dụng rất là ngon ha, bình thường, đầu OT, đầu Thái luôn nha. Không lai đầu, không lai đồ, đồ đạc còn nguyên đầy đủ hết nha. Thì con này tình bán một cặp này với giá là 14 triệu 800 ngàn nha. Hai con bằng giá luôn. Cô chú anh chị muốn lựa con nào lựa. Một con biển An Giang, một con biển Sài Gòn. Đó, một con này dành cho anh chị miền Tây, một con này dành cho anh chị Sài Gòn ha. Giá giống nhau hết. Đây, đầu OT nha, chứ không phải ba cái đầu tầm bậy nha. Đầu zin của Thái đàng hoàng ha. Đây, tình bán giá, xe nào tình nói like là like, xe nào zin là tình nói zin nha. Rồi, một cặp này tình bán giá 14 triệu 800 nha. Rồi, bây giờ tới siêu phẩm của tối hôm nay nữa nha. Hôm nay rất là nhiều siêu phẩm. A-Black FI lên Thái, full Thái nha. Đó, đây, tình tả cái xe xong tình báo cái giá là té ghế liền ha. Đây, cô chú anh chị coi ốc tán nè, vàng khè luôn, dọn từng con ốc, mới từng con ốc nha. Có nghĩa là ốc zin hết, ốc hãng zin hết nha, mới từ con ốc. Đó, tem bọng nè, cô chú anh chị nhìn nè. Điều đặc biệt là con này tình tính để xài, nhưng mà do gia đình của tình nó chặt quá, không có chỗ để đó, cho nên là không có chừa lại được. Con này thì dán keo nguyên con luôn, đi rất là đầm nha. Con này tình chạy thử rồi. Đây, FE ha, phun xăng điện tử. Bây giờ tình sẽ đề máy thử ha. Đó, đang e phun xăng á. Máy nhích cái là nổ ha, nhích nhẹ là nổ. Bây giờ máy đang nổ nha cả nhà mình ha. Biển số 59N2, chính chủ ký giấy nha. Cô chú anh chị mua thì chính chủ sẽ ký giấy cho mình ha. Tình đang đứng ủy quyền cái xe này rồi, không một vết chày, xe siêu phẩm rất là mới. Cô chú anh chị chưa nhìn thấy cái xe thôi, nếu mà cô chú anh chị nhìn thấy rồi thì đi không nổi nha. Xe chạy mới có 29.000 cây à. Đó, cho nên điều đặc biệt tình muốn để cái xe này lại xài là vậy đó, rất là chắc. Nói chung ở đây tình bán con nào đẹp là tình nói đẹp, mà con nào xấu là tình nói xấu nha, chứ không phải giống ở đâu mình không biết lên hình rồi tả tùm lum tà la, hay là xấu hay nói đẹp, mà đẹp nói xấu vậy đó. Đó, rồi riêng con này tình bán với giá là tình bán với giá là 24 triệu 800 ngàn nha. Đó, 24 triệu 800 ngàn cho con xe A-Black FE lên full Thái nha, mới từng con ốc. Cô chú anh chị mua về sẽ biết ha, anh chị thấy cái xe này sẽ đánh giá được cái xe. Đây, tình chỉ nha, nguyên con dán keo hết nha, nguyên con đang bọc băng keo, đang bọc băng keo ha, keo mới giờ bọc luôn. Đó, cho nên là mình không cần phải gỡ, mình không cần phải dán lại. Đây, cô chú anh chị nhìn cái tem là biết nè, không có một vết chày, xe rất là đẹp. Hệ thống phun xăng điện tử.
Rồi 24 triệu 800 cho con xe siêu phẩm. Rồi bây giờ tới con siêu phẩm thứ hai, con này siêu phẩm hơn nữa nè. Này nhiều siêu phẩm xuất hiện quá. Con này cô chú anh chị biết gì không ạ? Biết sao siêu phẩm không? Nó mới chạy có 1.000. À đây, chìa khóa tình mới cắt rồi. Nó mới chạy có 1.900 cây nha. Ở đây tình bao đồng hồ, nếu mà tua trả xe lại cho tình đền gấp đôi tiền nha. Ở đây tình bán là có sao tình nói vậy nha. Mấy xe này anh em thương tình chia cho nên tình bán ra thôi. Đó. À đây, xe mới chạy có 1.900 km, bọc keo nguyên con. Đây cô chú anh chị thấy cái chỗ này bị chày keo một xíu nè, chày keo nha. Còn dàn áo là còn nguyên ha. Đây giá là biển số là 65, biển số 3043 nha, biển số của Cần Thơ. Xe mới từ, nói chung là xe này là xe thùng nha, trong hãng ra sao là còn y vậy ha, chưa có mất vỏ, chưa có gì hết, chạy mới có chưa hết rô đai nha. Con này anh chị mua về phải rô đai thêm. À, sổ bảo hành bảo hiểm còn đầy đủ hết nha. Đây đã bọc keo inox hết con luôn, đã dán đã thay cái vành inox sợ té. Nói chung con này vô khá là nhiều đồ chơi. Thì con này tình bán với giá là 'tình báo phải chuẩn giá để mất công bán lỗ, tình bán lỗ hoài. Bán xong mới nhớ nhiều khi. Đây con này sản xuất năm 2019 nha, cà vẹt 2019, chạy 1.900 cây để trong cầm đồ hoài luôn ha, không có chạy. Rồi con này tình bán với giá là 26.500.000 đi nha, con này tình lời 700, 26.500.000. Đó. Xe là khỏi bàn, dán keo nguyên con, siêu phẩm Vision đề êm nha, đời mới cho nên đề nó rất là êm, 3 giây tắt máy. Rồi. 26.500. Rồi bây giờ tình bán tới con này là giấy tờ cửa hàng của tình ha. Cà vẹt hóa đơn cửa hàng. Rồi con này là siêu phẩm FZ150 màu xanh GB, xe nhập khẩu của Indonesia. Chính chủ ký giấy, tình đã đứng tên ủy quyền nha. Hệ thống phun xăng điện tử, audio của nó là 20.000 nha. Xe rất là uy lực. Em ơi, đã kêu lấy giùm chìa khóa mà nãy lỡ tình để chìa khóa bên kia rồi. Cô chú anh chị lên tình sẽ test máy sau ha. Thì con này rất là ngầu, màu xanh GB. Con này thì do chủ đi làm hồ cho nên nó đi làm sơn nước á, cho nên nó có một vài cái chấm sơn nó rớt ra cái xe. Thì ngày mai tình rảnh tình lấy cái dầu á, dầu hôi tình chùi cái là hết. Đây biển số rất là đẹp, 89900 ha, biển số Hóc Môn luôn. Đó, xe thì cặp vỏ mới thay luôn ha, đang còn gai luôn. Cặp vỏ này không là mấy triệu ha, một cái không là 1 triệu mấy nè, hai một cặp vỏ này gần 3 triệu, mới thay luôn, về sẵn xài. Máy là bao zin, đầu nồi chưa rớt ha, hệ thống phun xăng điện tử. Con này là bao ngầu, con này màu rất là hiếm nha. Con này xe mới là 90 mấy, gần 100 triệu nha cả nhà mình, nhập Indo nha, xanh GB Movista nha. Đó. Con này bây giờ về tay tình thì nó chỉ còn giá là 34.500.000 ha. Đó. Những nếu mà cái này rơi vào tay cửa hàng thì giá nó tầm khoảng 40-42 triệu, 45 triệu bằng nửa giá trị con xe ha. Xe này bây giờ mua mới không có, xe nhập mà, xe nhập khẩu nguyên con. Rồi bây giờ tình quay tới con quay zin đầu nồi zin chưa rớt ha. Đây bao zin đầu nồi, máy thì thầm ha. Đây để tình đề thử nè. Máy rất là cọp, bao đầu nồi zin, quay alpha đời đầu, xe zin chưa dọn sửa ha, đầu nồi chưa rớt. Xe này biển số 5756, biển số cũng đẹp ha. Đó, tổng thể
Rồi đây, rồi bây giờ Tình xin giới thiệu đến cô chú anh chị một lô xe giá hấp dẫn nha. Đặc biệt những con xe này cô chú anh chị thấy á, thì ngày mai 7 giờ 30 phút đến nhà Tình mua ha. Cô chú anh chị mua những cái xe này thì không nên điện thoại trước cho Tình nha. Điện thoại trước cho Tình là nó sẽ bị ngãn mạng. Tại vì rất là nhiều người điện để mua một con xe đó thì nó sẽ bị ngãn mạng, điện không được. Cô chú anh chị liên hệ không được thì sẽ nói Tình không nghe máy. Cô chú anh chị thấy những cái con xe này á, thì ngày mai cô chú anh chị 7 giờ tới đây sẽ mua được những con xe này ha. Không cần điện trước, Tình sẽ không bán cho ai đâu. Cứ 7 giờ 30 tới nhà Tình là sẽ mua được. Bây giờ Tình báo những cái giá mà cô chú anh chị sẽ hết giật mình nha. Rồi, như con này, bánh mâm đĩa Suviva 110. Đây, xe cọp ha, đề đóm đầy đủ. Xe này mua về sẵn xài ha, bộ zin. Biển số rất là đẹp nha, 6678 đó. Con này của Tình lạc giấy, Tình bán với giá là 2.700.000 nha. Đó, 2.700.000 con Suviva đi về đi cài đi chở hàng là bao luôn, đi làm công nhân. Đó. Xe rất là cứng cáp đẹp ha. Cô chú anh chị mua cái xe này ở cửa hàng Tình thì Tình sẽ viết giấy bao tranh chấp xe này là không có trộm cắp nha. Cho nên cô chú anh chị yên tâm. Đó. 2.700.000 cho con xe. Rồi, con Novo 4 biển số thành phố giá 5.700.000. Đây, biển số 59045404. Rồi, con này cà vẹt giấy tờ đầy đủ. Quá đơn cửa hàng Tình bán giá 5.700.000 ha. Màu đỏ đen. Rồi, con này là 5.500.000 luôn. Con này 5.500.000 bán cặp Novo 4 này rẻ thôi. 5.500.000, xe về sẵn xài, đề đóm đầy đủ. Đó. 5.500.000 ha. Rồi, bây giờ Tình báo tới con Roy Raider phun xăng điện tử FI nha. Đây, FI nha cả nhà mình ha. Thì riêng con này Tình bán với giá là 4.800.000 nha. Đó, cô chú anh chị mua thì nhanh tay để mắt nha. 4.800.000 cho con siêu phẩm FI của SYM nha, Roy Raider. Biển số 3766 ha. Biển số Tây Ninh. Anh em Tây Ninh chú ý nha. Hiếm lắm mới có con này bán vậy đó. Đó, 4.800.000 ha. Con này Tình bán là không lợi nhuận. Rồi, cô chú anh chị coi được cái clip này thì không nên điện cho Tình đâu nha. Cứ đúng 7 giờ 30 phút ngày mai là sẽ mua là sẽ còn ha. Điện là Tình sẽ không bán được. Tại vì ngãn máy ha. Cho nên Tình sẽ không nghe máy được nhiều á. Rồi, như con Lê Sam này, Tình đã từng trải qua cái giai đoạn khó khăn rồi. Cho nên Tình cũng muốn cô chú anh chị có một cái xe đi làm với giá cả hợp lý. Cho nên Tình sẽ cố gắng giữ cái giá cả này đến lúc nào mà Tình còn có thể ha. Tình còn có thể bán được nữa. Tại vì Tình cũng đang đi ở nhà thuê thôi. Cho nên cũng nhờ cô chú anh chị mua và ủng hộ Tình. Tình rất là vui. Rồi, cái con này xe Lê Sam của Yamaha. Con này Tình bán với giá là 4.700.000 nha. Của Yamaha. Thôi Tình bán rẻ thôi. Đó. Con này ra một đợt duy nhất năm 2010 cùng với của Honda cái chiếc RSX AT. Hai con này ra một đợt nha. Nó ra một đợt xong nó bỏ luôn, nó không ra nữa. Thì máy chạy cũng ngon, máy chạy dữ, nhưng mà nó ít xe, nó ít lắm, trên thị trường nó ít có lắm. Rồi, Lê Sam Yamaha giá 4.700.000 nha. Rồi, cái con Attila chiều nay Tình mới đổi cho khách. Xe còn rất là cứng cáp, mua về sẵn xài ha. Đó, con này Tình mua lại của bà chị hồi chiều nay đổi xe là 5.500.000. Tình quy ra xe là 5.500.000. Thì bây giờ Tình bán là 5.700.000 ha. Tình lời 200 thôi. Đó, máy rất là êm ha. Đây, để Tình đề thử nè. Đó, máy êm đứt luôn. Máy rất là êm. Rồi, con này là 5.700.000 ha. Rồi, tới con này luôn, Susimat, biển số 0223. Con này Tình bán 2.500.000 thôi nha cả nhà mình ha. Xe Nhật Susimat ha.
lạc giấy luôn ha. Đó, bánh mâm đàng hoàng ha. Xe này dè cài là ngon luôn. Đi làm hồ khỏi sợ anh em nào lấy hết á. Mua thêm cái xích cột lại là khỏi sợ ai lấy. Đó, bỏ ra tầm mấy ngày lương là sẽ mua được con xe làm chân đi làm nha cả nhà mình ha. Có 2,5 triệu thôi, bỏ 5 ngày công. Đó, cái bửng ngoài nó thiếu ha, nhưng mà xe nhìn rất là cứng cáp, máy mạnh ha. Để tình coi có đề không. À, có đề nha cả nhà mình ha, để tình đề thử. Ồ. Đó, máy rất là dữ nha, máy rất là mạnh. Ngon à, máy êm lắm. 2,5 triệu ha. Rồi bây giờ tới cái xe cuối cùng nha cả nhà mình ha, xe Way S110. Con xe này là bao zin đầu lòng ha. Xe này tình mới mua của khách hồi chiều nay, đổi cái chiếc Jupiter FE lấy con này ha. Thì tình quy con này là 8,5 triệu, xe của khách đang xài nè. Xe zin chưa qua rửa luôn chứ đừng nói chưa qua dọn nha. Con này tình bán 8,7 triệu thôi, lời 200 thôi nha. Con này đã gắn hệ thống chống trộm nha cả nhà mình ha. Mai tình sẽ chỉ cách sử dụng cho cả nhà mình. Đó, máy rất là dữ. Quay S, zin từ A tới Z. Đây, tình sẽ quay cái đầu lòng nó luôn. Zin đầu lòng luôn ha. Bao đầu lòng chưa đụng mốc ha. Đây, xe rửa một cái là bóng như mới liền ha. Đây, tem nè, tem của nó nè. Đó, con này rất là dữ. Con này ai mua được thì rất là ngon ha. 8,700,000, xe máy mạnh ha. Rồi, hôm nay tình quay đến đây cũng thời gian cũng là dài rồi, cũng hết xe rồi. Thì cô chú anh chị nếu mà mua thì liên hệ cho tình theo số điện thoại là 0913456970 ha. Địa chỉ nhà tình, nếu mà cô chú anh chị đi Grab tới, đặt xe Grab tới hoặc là đặt Google Maps tới thì cô chú anh chị bấm là Ủy ban Nhân dân xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn. Nhà tình xéo xéo cái ủy ban xã đó chừng 50m. Bên tay trái nếu mà quốc lộ vô là nhà đi qua xã 50m là tới nhà tình ha. Bên tay trái. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video. Kính chúc cô chú anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip tiếp theo vào ngày mai. Xin chào cả nhà mình ha. Chào tạm biệt.